hơn 100 quốc gia trên thế giới đã có chiến lược khoa học công nghệ biển. Vấn đề làm chủ khoa học biển để quản lý và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên quý giá này đã được Việt Nam đặt ra. Chúng ta cũng đã có những chương trình phát triển và đầu tư nhất định cho lĩnh vực khoa học biển. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn trong công tác nghiên cứu. Những khó khăn đó là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua phóng sự ngay sau đây. Những chuyến tàu ra xã đảo Việt Hải đã trở nên quen thuộc với tiến sĩ Lê Xuân Sinh trong gần một năm qua. Tháng 9 năm 2017, anh bắt đầu triển khai đề tài cấp nhà nước, nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh cho một số xã đảo tiêu biểu ven bờ Việt Nam. Những chuyến đi như thế này giúp anh và các đồng nghiệp thu thập được những mẫu số liệu đầu vào chính xác nhất để thực hiện công trình của mình. Con màu sắc này như là... Khi mà khảo sát biển nó sẽ có rất nhiều cái rủi ro. Thứ nhất là phải phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Cái thứ hai là phụ thuộc vào phương tiện khảo sát. Trong cái điều kiện hiện nay của Việt Nam chúng ta thì cái phương tiện khảo sát nó còn rất khó khăn, cho nên là chúng ta bị động về cái thiết bị đấy. Và cái thứ ba nó là cái vấn đề về khoảng cách địa lý nó quá xa để di chuyển. Đề tài của tiến sĩ Xuân Sinh nghiên cứu về các xã đảo ven bờ. Bởi vậy những vấn đề về khoảng cách địa lý hay rủi ro do thời tiết không phải trở ngại quá lớn. Tuy nhiên, vẫn có những vướng mắc khiến anh không thể phát triển đề tài với tầm vóc như mình mong muốn. Đề tài này được thực hiện trong 36 tháng tại 3 vùng biển, 3 xã đảo thuộc 3 vùng biển miền Bắc là xã đảo Việt Hải, miền Trung là xã đảo Nhân Châu thuộc Bình Định, miền Nam là xã đảo Nam Du. 3 xã đảo này là 3 cái xã đảo tiêu biểu mà chúng tôi sẽ thực hiện xây dựng cái mô hình kinh tế xanh. Các cái nguồn kinh phí của nhà nước mặc dù cũng đã rất tốt cho các nhà khoa học rồi nhưng vẫn còn trong cái mức độ hạn chế, dẫn đến có những cái khó khăn mà chúng tôi không muốn nó chỉ dừng ở trên giấy mà chúng tôi muốn là đủ kinh phí để chúng tôi áp dụng cho cả 3 xã đảo. Thì trong cái này đề tài này của nhà nước cũng đã tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện cho một cái mô hình xã đảo Việt Hải, nhưng nó chỉ đại diện cho miền Bắc mà thôi, trong khi đó còn miền Trung, miền Nam thì lại ở một điều kiện khí hậu hoàn toàn khác, con người khác, tính chất con người cũng khác. Chỉ có một xã đảo thì nó chỉ đánh giá được một phần kết quả của chúng tôi thôi. Gần một năm kể từ ngày bắt tay vào đề tài, công tác điều tra về môi trường, tài nguyên của 3 xã đảo đã được hoàn tất. Một số dự án trong mô hình kinh tế xanh đang dần được hình thành từ những cuộc khảo sát, trao đổi với người dân trên xã đảo Việt Hải. Thế cô chú đã làm du lịch được bao lâu vậy ạ? Làm có chục năm rồi. Chục năm rồi ạ. Thế là gần như là cái hộ đầu tiên làm đấy. Vâng. Thế nhưng mà sau 10 năm làm cháu thấy là cái du lịch nhà cô nó vẫn ở cái mức là vẫn là như mức ban đầu thôi. Mình chưa có một cái định hướng, mình chưa có kiểu tư vấn hay là mình không có vốn. Cái quan trọng là không có vốn, không có vốn, không có tư vấn. Thực ra thì cái định hướng thì người ta cũng mong muốn là sử dụng các nguyên vật liệu ngay tại địa phương. Cho nên mình không nên là xây dựng nhà mà mình chỉ làm những nguyên vật liệu như là nhà tranh, mái lá. Có mấy cái mô hình mà chúng cháu đang định hướng. Thứ nhất là cái nhà, bây giờ cái công ấy, cái công lạnh ấy, rất nhiều. Các cô chú chỉ mua cái công này về là xong, nhưng mà bên ngoài lại là mái tranh, bên trong thì là công lạnh. Thì rất là nhanh thôi. Mỗi nhà sẽ có một phong cách riêng từ cách ăn mặc, cách phục vụ và có những cái sản phẩm đặc trưng cho từng nhà một. Tức là tạo ra những cái thương hiệu riêng từng nhà một. Và sau đó thì khi mà khách du lịch người ta xem qua mạng, người ta thích cái phong cách nào người ta đặt hàng, book ngay bằng điện thoại. Các nhà khoa học cũng đang định hướng cho những cái làm những cái nhà du lịch làm như thế. Những cái mô hình như thế, gần gũi với thiên nhiên như thế thì khách đến rất là thích, mà khách đến rất là đông, nó sẽ kéo theo được các cái dịch vụ cho bà con nhân dân thì chắc chắn là cái kinh tế nó sẽ phát triển lên. Và cái mũi nhọn bây giờ là Việt Hải là đầu tư về du lịch. Không chỉ riêng Việt Hải, các xã đảo ven bờ Việt Nam đều có hệ sinh thái với giá trị lớn và hứa hẹn thúc đẩy kinh tế của người dân nếu biết cách khai thác hợp lý. Từ các căn cứ khoa học, những nhà nghiên cứu như tiến sĩ Sinh đưa ra các mô hình kinh tế bền vững. Mô hình kinh tế xanh này đảm bảo sự hài hòa giữa ba yếu tố: kinh tế, xã hội và môi trường. Xung quanh ta, như ASEAN, cũng như Trung Quốc, Úc hay là thì cái đề tài của họ dài hơi lắm. Nó có thể kéo dài đến 5 đến 10 năm thì đủ cho cái quá trình nghiên cứu. Cái đề tài kinh tế xanh của chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi chỉ là nghiệm thu các cái mô hình điểm thôi. Thế còn để mà cái đánh giá là cái tác động lan truyền toàn bộ toàn diện thì phải thời gian sẽ kéo rất dài. Cho nên cũng mong muốn là sau này các chương trình nó sẽ kéo dài hơn để giúp cho các nhà khoa học đủ thời gian để thực hiện. Hoặc trong có nhiều giai đoạn, pha 1, pha 2, pha 3 chẳng hạn, thì như thế chúng tôi mới có đủ thời gian để nghiên cứu.
thiếu thời gian để đánh giá tác động toàn diện của công trình nghiên cứu cũng là một khó khăn mà các nhà khoa học phải đối mặt. Và mong muốn được đi đến cùng với đề tài của mình cũng là một nhu cầu chính đáng, để các nhà khoa học có thể tìm ra những kết quả nghiên cứu phù hợp nhất với nhu cầu của thực tiễn. Thưa Phó Giáo sư, qua phóng sự chúng ta vừa theo dõi thì có thể thấy là dù nghiên cứu ở một vùng biển không quá xa bờ thế nhưng mà những cái đồng nghiệp cũng như là tiến sĩ Xuân Sinh thì cũng gặp phải những cái khó khăn vướng mắc. Vậy thì đối với khoa học biển nói chung, những nhà khoa học thì đang gặp phải những khó khăn gì ạ? Thực ra cái đầu tiên đấy là những vấn đề về chính sách cho các cái nhà người đi khảo sát ở trên biển. Cái người lao động biển nói chung nó là nghề đặc thù, nó phải có nghề mới ra biển được. Nó không phải là anh cứ như trên đất liền anh cầm cái búa ra anh nhìn thấy một cái vết nội địa chất này, anh lấy mẫu này anh có công việc. Xuống biển nó hoàn toàn đòi hỏi một cái điều kiện rất khắc nghiệt, đòi hỏi một cái trình độ công nghệ cao, nghiên cứu biển. Cái điểm thứ hai là không có tàu. Không có tàu thì anh đi ra biển anh nghiên cứu như thế thì cái độ tin cậy của nó rất hạn chế. Các cái tàu hải dương học nó nghiên cứu biển chuyên dụng. Chúng ta gần đây có đóng được cái tàu Trần Đại Nghĩa. Nhưng mà cái tàu ấy chủ yếu là chúng ta làm thủy đạc thôi. Đo đạc độ sâu với lại đo một số yếu tố thông thường thôi. Chứ còn tàu chuyên dụng nghiên cứu biển thì chúng ta vẫn thiếu. Thế rồi những cái phương tiện ra biển mà nếu mà làm trên đảo, làm ở cộng đồng thì anh còn gặp người dân, anh dùng cái biện pháp, những cái phương pháp nghiên cứu thông thường như phỏng vấn, vân vân, chụp ảnh rồi lấy vài cái mẫu. Nhưng mà dưới đáy biển mà không có phương tiện thì anh xuống làm gì. Thế cho nên là hoàn toàn là chúng ta nếu mà không trang bị những cái thiết bị mà khảo sát biển tốt ấy, theo cái hướng hiện đại hóa thì những cái số liệu đầu vào chúng ta cái độ tin cậy nó rất thấp. Vậy thưa ông, chúng ta cần phải làm gì để khắc phục những vướng mắc như ông vừa chia sẻ? Về giải pháp ấy, anh muốn nhà nước bây giờ bỏ tiền vào ngay, cái người quyết định cái đồng tiền hiệu quả hay không vẫn là con người. Cán bộ trình độ nó phải khác và cái cán bộ ấy phải được sử dụng trong một cái hệ thống tổ chức hết sức chặt chẽ, không nên quá nhiều như hiện nay. Và muốn cho khoa học biển phát triển thì tôi nghĩ rằng phải tái cấu trúc lại hệ thống các cơ quan khoa học biển của Việt Nam và phân định rõ hai cấp độ. Một là những cái cơ quan biển chắc chắn nhà nước phải bao cấp vì nó thuộc vào lĩnh vực phục vụ cho nhà nước trực tiếp và lĩnh vực bảo mật quốc gia. Còn đâu thì chúng ta xã hội hóa. Và như vậy cái đồng tiền nhà nước anh sẽ cũng có cái chức năng là anh đầu tư cho ai và không đầu tư cho ai. Thế rồi vấn đề chúng ta đầu tư nó phải tập trung. Tiền chúng ta có thể bỏ ra nhiều nhưng mà với một cái thể chế mỗi ông xin một tí thì chưa biết lúc nào chúng ta có một hệ thống các cơ quan khoa học biển mạnh ở Việt Nam. Và như thế chúng ta sẽ tiếp tục tụt hậu. Và đó là cái bài toán cuối cùng mà chúng ta phải nghĩ.